Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Xin chào mọi người. Lâu quá rồi thì em mới lại quay trở lại với các cô chú anh chị em để quay giao lưu chia sẻ với mọi người cái khu vườn ao chuồng của em. Cái khu vườn ao chuồng của em thì sau hơn một năm xây dựng nhà này, và nhà cửa, nói chung là khu nhà chính và làm lại hàng rào thì nó cũng có những cái phần nó thay đổi rất là nhiều. Đấy, những cái xưa cũ thì đây là cái nhà xe ngày trước này. Đấy, cái nhà xe ngày trước thì cũng đã được di chuyển xuống dưới này để làm cái kho để. Giàn lan ngày xưa thì vẫn còn nha các cô chú anh chị em. Đấy, trại chó này, khu trại chó này, khu nhà điều hành này. Hiện nay thì khu nhà điều hành này thì của em thì đang để một số những cái vật dụng cá nhân. Cũng giống như là nơi đây thì cũng là cái nơi vừa nói chung là nơi làm việc của em. Em chuyển xuống dưới này làm việc. Đấy, ở đây thì nó cũng ngổn ngang lắm. Đấy, em cũng làm việc ở đây. Ở đây thì còn để thêm những cái máy chạy vào những cái vật dụng gọi là tập tạ rồi là trau dồi sức khỏe của em. Đây, những cái căn phòng vẫn có giường chiếu đồng hoa. Đó. Thì đây thì người làm thì người ta đi làm thì người ta có thể là ngủ nghỉ ở đây cũng ok. Đấy. Một số những anh em người ta xuống người ta làm cây cảnh, uốn cây cảnh thì người ta vẫn ở đây thì bình thường. Đây, đây phía này vẫn là giàn lan. Đấy, những con gà này. À, trong AV chim này của em thì nhiều các cô chú anh chị em tò mò bảo là sau hơn một năm mà Tú không quay nhiều thì không biết là nó có sinh sản nhiều không. Thì cũng có những cái điều khá là buồn và có những cái điều khá là vui. Đấy, ở đây thì hoa bằng lăng tím Ninh Thuận Bình Thuận, cây bằng lăng lá nhỏ này. Đấy, Ninh Thuận Bình Thuận thì nó cũng đã nở hoa rất là tốt và hơn một năm thì nó cũng đã cao to rất là nhiều, cao to hơn rất là nhiều. Đấy, bọn này thì ở đây thì cũng thả gà bên dưới. Đấy, còn bên trên thì là chim. Đấy. Nhiều anh em hỏi là thế có thả gà vào đây nó có phá hay không, thì tất nhiên thì nó cũng phải phá chứ, chứ nó cũng không có không phá đâu. Nó phá rất là nhiều. Đấy, một số cây chết thì em cũng cưa đi này. Đấy, cái mùa nắng năm ngoái thì đang làm nhà cho nên là em cũng không trau chuốt chăm chút được. Đấy, những cái cây mà dương xỉ nhỏ ấy, thì bị bọn gà này nó vặt trụi hết, với cả nó không lên được lá ấy, nó không quang hợp được, thế nào là tự nó rụi nó chết. Đấy, một số những cây dương xỉ to này này, ở mé đằng này này, thì nói chung thì nó cũng chết. Chết giống như cái cây này. Đấy, chết giống như cái cây này thì em cũng cắt đi để cho nó có một cái quãng rộng. Đấy, mấy cây bằng lăng lá nhỏ Ninh Thuận Bình Thuận nó cũng chết. Đây, chết là cây này này, một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây. Đấy, còn những cây khác nó sống thì nó cũng rất là to. Đấy, cây này rất là cao, rất là đẹp. Đấy, mấy cây này nó thích nghi được là nó đẹp lắm. Cái AV này của em thì cũng phải nói lại với các cô chú anh chị em thì nó rất là rộng, rộng hơn 100m². Nó cao là cao kịch thủ là 6m rưỡi. Đấy, làm như là một cái nhà giàn luôn. Đấy, nhiều các cô chú anh chị em tham khảo nhưng mà em cũng khuyên các cô chú anh chị em là mọi người nếu có diện tích này, mọi người nếu có điều kiện thì mọi người làm. Còn nếu không thì mọi người nên làm ở một cái phạm vi nó nhỏ nhỏ thôi, khoảng tầm vài mét vuông hay là chục mét vuông gì đó mọi người chơi thôi. Còn cái công việc mà trồng cây, trồng cối thì nói chung là mình cảm thấy là trong AV ấy, thì nên trồng những cái cây nó dễ sống và nó chịu được cái áp lực của tự nhiên. Và cái điều kiện công việc của mình nó nói chung là có nhiều anh em thích nhưng mà không có thời gian chăm sóc là thứ nhất. Thứ hai là không có những cái điều kiện để chúng ta chăm sóc cho nó tốt, tỉ mỉ. Thì chúng ta nên chọn những cái cây nó rất là dễ sống và nó chống chịu được với điều kiện tự nhiên nó tốt. Thì chúng ta trồng, chúng ta chăm. Chứ đừng chọn cây nào nó đẹp nhưng mà nó khó tính quá. Thì nói chung là chúng ta cũng không mang lại được nhiều cái kết quả gì. Đấy, đợt trước ở đây thì em nuôi gà tre Bắc Tít. Nhưng đợt xây nhà thì em cũng chuyển hết cho cái thằng em ở ngoài Hà Nội rồi. Đấy, tại vì là em bận quá, chuyển hết rồi. Với cả cái bọn gà mông này em bắt xuống ở dưới trại to kia em nuôi. Đợt này thì lại rảnh rồi. Đấy, thì em sẽ lại bắt nó về đây. Nói chung là nó thiệt hại nhiều lắm. Khi mà chúng ta không bỏ công, bỏ sức ra, chúng ta chăm, chúng ta nuôi, rồi chúng ta để ý đến nó,
thì cái vấn đề về thiệt hại và hao hụt đi cái số lượng thì nó là cái chuyện đương nhiên. Cái bọn nhiều các cô chú anh chị em hỏi là thấy bọn chim manh manh nó có đẻ hay không, thì thật sự thì rất là đáng buồn. Cái này em nói đầu video đấy, có phần đáng vui phần đáng buồn. Đáng vui là có một là cây cối, nó cây nào sống được là nó sống, con nào sống được là nó sống, còn con nào nó chết là nó chết. Mà con nào sống là con đấy sẽ thích nghi ở đây, nó sẽ không bao giờ nó chết, hoặc họa may đâu thì nó mới chết, chứ nó sẽ không bao giờ nó chết nữa. Thì các bọn chim manh manh thì ban đầu quay cho các cô chú anh chị em thì mọi người rất thích, rất kết. Thì em cũng có gửi tặng và cũng bán được được khoảng tầm vài ba cặp cho các cô chú anh chị em. Nói chung là nếu mà tính ra thì nó cũng phải được mười mấy con, thì thôi em cứ tính là vài ba cặp đi. Đấy thì nhiều người về, các cô chú anh chị em về cũng nuôi cũng đẻ. Thì sau rồi mọi người cũng thích thì mọi người hỏi em, thì đợt đấy thì em bận em không trả lời được. Đấy, đợt này thì nói với các cô chú anh chị em thì đây còn có mỗi mình nó đây. Mỗi một con luôn. Cái mùa mưa năm ngoái nó chết thảm hại luôn. Mùa mưa năm ngoái là cái mùa mưa nó rất là khắc nghiệt ở trong Tây Nguyên của bọn em luôn. Đấy, cho nên là nó chết nhiều lắm, chết đến giờ là còn có đúng một con một đây này. Đấy, còn đúng một con một thôi, chứ không có nhiều được nữa. Còn riêng cái về cái bọn chim cu ấy thì nó cũng chết nhá. Ban đầu em thả nhiều quá. Đấy, ban đầu em thả nhiều quá cho nên là nó cũng chết, nó cũng chết dần chết mòn đấy, nhưng nó không chết không đáng kể. Ví dụ 10 con nó chỉ chết khoảng tầm 3 con thôi. Còn bây giờ em nói thẳng mọi người là cái bọn này nó đẻ thì phải nói là vô biên luôn. Đây, các con của nó làm tổ này. Bọn này thì những cái bọn có cườm, bọn không cườm, nói chung là nó đẻ. Bọn chim cu giờ là nó gọi là bá đạo, bá chủ rồi. Đấy. Đây này. Ấp này. Đấy. Ấp này. Đây này các cô chú chị em. Đấy, trên này thế này, có con ấp này. Đấy. Bây giờ thì cứ khoảng tầm 3 tháng thì lại có một cái lứa chim. Tại vì nó ăn đều đặn. Bọn này thì bọn chim cu thì nó cũng dễ nuôi thôi. Nó ăn với gà. Nó ăn với cái bọn gà mông xương đen này này. Đấy, bọn này thì mới bỏ vào đây thì nó vẫn chưa quen, nó tông nhiều lắm. Rồi, bọn này thì từ đợt bỏ vào đây thì nó cũng gọi là đẻ. Đẻ thì cũng khoảng đây này. Đẻ thì cũng nhặt được bà nội nhặt được khoảng tầm 30-40 trứng rồi. Đấy, muốn gây lại. Bây giờ chỉ còn 2 4 6 7 con mái. 8 con mái với một con trống này thôi. Con trống già kia của em thì nó chết rồi. Đấy. Cái hậu quả là không trông nom được nó đấy, là nó nói chung nó hẹo nhanh lắm. Đấy, bọn này thì nói chung là riêng về chim cu thì nó ok. Đấy, còn manh manh thì còn đúng một con. Đấy, và cái kinh nghiệm rút ra trong cái việc mà nuôi cái AV to này là các cô chú anh chị em không nên thả quá nhiều số lượng. Vì khi mà thả quá nhiều số lượng ấy, thì cái mật độ ở trong AV của chúng ta nó sẽ chật và nó sẽ gây ra một mối nguy hiểm, đó là con nọ nó đánh con kia. Và cho dù cùng một loài nhưng mà nó nhiều quá ấy, thì nó sẽ có những cái sự ganh ghét và độc chiếm địa bàn khác nhau. Đấy, cho nên là nó sẽ đánh nhau ghê lắm. Ví dụ như bọn chim cu này, đợt trước nó đánh nhau ấy, nó mổ toác đầu luôn, nó mổ trơn ra đầu con kia luôn, chết luôn. Đấy, còn nhiều con nó sẽ đánh nhau theo cái kiểu khác. Nó sẽ vặt cánh rồi là vặt trụi lông lưng, rồi là nó mổ lưng, rồi là lung tung beng xì ngầu. Đấy, là nó chết. Với cả cái kinh nghiệm rút ra là nuôi ở cái AV này thì nếu mà đối với những cái người mà anh em mà đam mê mà thường xuyên ở nhà thì mọi người sẽ nuôi được những cái loại chim mà nó đẹp và nó quý hiếm và nó khó chăm sóc. Đấy, thì vì chúng ta có thời gian mà chúng ta tỉ mỉ mà thì chúng ta mới nuôi được những cái dòng đó. Còn những anh em nào mà nuôi theo kiểu giống như em này, vừa đam mê này nhưng mà vẫn muốn đi làm, vẫn muốn có thời gian, thì nên chọn những cái con chim nào nó gọi là nó giống như bọn chim cu này này, hoặc là những con bồ trao rồi khứu khiếc này này, thì nó nói chung là sức khỏe của nó tốt. Đấy, sức khỏe của nó tốt, với cả không những sức khỏe nó tốt mà cái kiểu giống như là nó ăn uống nó cũng dễ, ăn uống cũng dễ dàng, chống chịu được với điều kiện thời tiết tự nhiên nó ổn. Đấy, thì là nó sẽ ngon, nó sẽ ok. Đấy, thì là chúng ta nên hiểu như thế. Vì cái bọn chim cu này thì nó dễ lắm. Bọn chim cu và bọn bồ trao kìa, cứ con nào ăn được cắm gà, đấy, thuần được ăn được cắm gà và ăn được ngô rồi là thóc các kiểu đấy, thì mày chén. Ít nhất là mạnh phải chén được cắm gà. Đấy, thì gà ở đây thì cũng cho ăn cám. Đấy, cám tổng hợp bình thường, nhưng trộn với ngô, với thóc
đấy, với cả rau cám chuối băm ra đấy, thì là thế. Đó, thì con nào chịu được như thế thì con đấy sống. Nên kia con bố trao đang nhảy nhảy kìa. Đấy, con đấy gọi là con khứa cắt tiên đấy. Nhiều anh em gọi là con khứa vườn điều. Đấy, con đấy thì nó ăn cám. Con ăn cám gà ghê lắm, mà nó tắm cũng ác lắm. Bọn gà mông xương đen của em đây thì mới bắt vào thì nó còn hơi hoảng loạn. Hoảng lắm. Rồi, thăm vi xong. Thăm vi xong thì em sẽ cho các cô chú anh chị em là thăm đến vườn rau, thăm đến vườn rau. Đây hai cái cây quay sơ mọi người về hai cái cây. Cây bằng lăng với cây ấy này của em thì sau một năm nó đã phát triển tốt rồi. Cây này thì ghép bằng lăng Thái này. Hoa rực rỡ luôn. Bằng lăng Thái và bằng lăng ta này. Đấy, thì em đang tỉa thành một cái vòm. Đấy, hôm vừa rồi nó gió to quá, mưa được một trận mà gió to quánh gãy một cái cành to nhất. Này, bây giờ nhìn nó trống trải luôn. Đấy, đang làm thành một cái vòm. Đấy, làm một cái vòm ở đây để cho nó mát. Mai mốt thì càng ngày nó càng nắng mà. Nắng cái hoa bằng lăng Thái này là đẹp. Nhưng mà cánh của nó không rõ ràng như là cái cánh của cái thằng hoa của Việt Nam. Hoa Việt Nam thì cánh rõ ràng nha, 5 cánh rất là to tròn. Đấy, nhìn nó màu thì nó không thắm bằng thôi, nó không tím bằng thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái màu hồng nó dịu dàng. Nhưng mà đặc biệt nó là thơm nhé. Thằng Việt Nam này đặc biệt là thơm. Đấy, hoa bằng lăng Thái còn rất là nhiều này, chưa nở này. Đây, em đang tỉa thành một cái vòm của nó. Đấy, đằng này cũng thế, để cho nó mát. Chứ ở đây nắng lắm. Năm nay thì nói chung là với cái nền nhiệt từ khoảng tầm 36 cho đến 40 độ thì nó gọi là chuyện bình thường. Đấy, mọi người cũng nhiều các chị, đấy, nhiều các chị cũng hay hỏi em bảo là cái vườn rau của chú Tú vẫn vận hành tốt chứ. Mọi người cũng trồng trên sân thượng. Em thì có một cái niềm đam mê đó là về cây cối với cả rau cỏ. Đấy, muốn tạo cho mình một khu vườn. Đấy, xây được một cái khu này là đúng là bao nhiêu cái mơ ước và cái ấp ủ. Tuy rằng là nó vẫn chưa được ra làm sao. Đấy, bà nội gieo này nó như hạt rau muống ấy. Đấy, em thì cũng không có thời gian nhiều. Cái mảng này là mảng của cụ này. Nhà em thì được cái là trồng trọt nó cũng không được tốt cho lắm, nhưng mà cũng thay thích trồng trọt. Đây là mảng của cụ này. Đây là rau húng bạc hà này. Đây, cây hùng chó này. Đấy, cây hùng chó. Đây là bụi xả cụ bà cũng trồng này. Đấy, đây là rau ngót này. Đấy, với cái diện tích nó rơi vào khoảng tầm 50 mét vuông như này. Đấy, có cả bếp ở trong kia nhé. Bếp sơ cua ở trong kia. Cái bếp này là cái thời gian mà nhà em xây nhà chuyển xuống khu dãy này để ở đấy. Thì nó hình thành cái bếp với cả cái chỗ đó. Đợt trước này em cũng miêu tả cho các cô chú anh chị em là cái chỗ này là mai mốt là để nấu đồ ăn cho những cái con chó. Đấy, đây thì nó có hai cái tủ lạnh dài. Đấy, hai cái tủ lạnh dài này là để chuyên gọi là để đồ ăn cho những cái con chó. Đấy, đợt này thì nói chung là chó ít lại. Đây, xong nồi đây để ấp đây. Đây, nồi đun bánh chưng đây. Thùng rác. Đấy, đây khu bếp nấu này. Đây này. Đấy. Đây, nói chung là cũng có đầy đủ hết, bếp ga, bếp đồ có, bếp củi có kia. Đấy, chỗ lồng để nhốt gà, để thịt đấy. Đây thì trồng cái dàn bầu này thì ăn thì nó cũng sắp tàn dây rồi. Đấy, đây đang làm một quả bầu để làm giống này. Đấy, dây bầu, dây đồ đây. Con mèo. Đấy, mèo tam thể. Ở đây thì nói chung mà để cung cấp rau cho gia đình thì không có việc gì mà phải ngại cả. Đấy, hôm thì ăn rau dền. Đấy, hôm thì ăn rau ngót. Đấy, hôm thì ăn rau bầu, rau quả bầu, quả bí, rau. À, đây mẹ em cũng gieo đây, gieo cải, gieo đồ kia. Đấy, trên cái chỗ mấy cái bồn hoa kia thì cũng có gieo. Đấy, rau ngót thì nói chung là ở một gia đình thì ăn có nhiều lắm thì cũng cắt được khoảng tầm từng này thôi. Đấy. Bụi riêng, bụi xả. Đấy, lá nốt rồi răng cưa, rồi diếp cá. Đấy, nó cũng đầy đủ. Cũng phục vụ được cho gia đình. Đấy, mùng tơi này. Mùng tơi
trước là ở đây nó có dàn mùng tơi này, đấy nó vẫn còn cây chết này, nó rơi hạt xuống đây nó mọc đầy mùng tơi luôn. Cái chỗ này thì nói chung là đợt trước che để cho nó đỡ nắng, nhưng mà mai mốt em sẽ cải tạo lại đấy, tại vì ở nhà em thì mẹ rồi cụ rồi vợ rồi mấy đứa em thì nó lại thích những cái cây dây leo, nó gọi là leo ấy, cho nên là trồng một phát là cho bò kín luôn. Đấy, cho nên là ăn có khi ăn không kịp, có khi để nó già, và nói chung là vừa ăn vừa cho hàng xóm rồi là mang sang cho các ông các bà rồi các kiểu, nhưng mà ăn không hết đâu. Cái bọn bầu bí này một khi nó đã đủ dàn rồi thì nó mà ra quả, quả nó lớn nhanh lắm. Ví dụ như là buổi tối các cô chú anh chị em thấy nó bằng ngón tay đấy, nhưng mà buổi sáng nó khác lại, phải bằng bắp tay. Không hiểu sao nó lớn rất là nhanh luôn, em cũng không hiểu về cái điều đó. Cái này thì phải để cần các cụ. Con nào lại vào đây phá này. Đây, máy ấp trứng thì vẫn ấp nha các cô chú anh chị em, vẫn ấp vẫn ra. Đây gà, đây gà bán cho người ta rồi thì còn ít gà. Đấy, còn ít gà con nhỏ nhỏ lựa lại, bây giờ lại nuôi lên để chuẩn bị đấy thôi. Trứng thì đây là trứng gà mông này đấy, còn đây là trứng gà con so, trứng gà lứa mới, trứng ngỗng rồi là trứng vịt rồi trứng ngan thì người ta thu mua hết nha các cô chú anh chị em. Đấy, người ta thu mua hết. Đây thì được một cái lứa vịt lai ngan, ngan lai vịt này. Tạm gọi là ngan lai vịt. Đây. Mọi người nhìn qua cái lớp lưới. Cái con này là con vịt đực nó đạp con ngan. Đấy, con ngan cái nó đẻ ra bọn này. Ấp ra bọn này. Rất là dị. Đây gà thì dạo này thì nó giảm quân số so với đợt trước em quay cho các cô chú anh chị em nhé. Đấy, tại vì sao giảm quân số em nói như thế? À, tại vì thế này. Tại vì là năm ngoái ấy, từ cái lúc mà về nhà mới cho đến cái lúc tân ra nhà, rồi là đám cưới mấy đứa, đám cưới đứa em cậu này, rồi là đám cưới đứa em ruột này, rồi là đám cưới đứa em dì này, thì gà vịt đây nuôi là chỉ để phục vụ cho những cái nhu cầu đấy thôi. Cho nên bây giờ nếu mà tính đầu gà, cả gà to, gà con rồi ngan, gà vịt ngỗng các kiểu ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 300 đầu thôi. Còn đợt trước thì nó có khi nó lên đến khoảng tầm 500-600 đầu. Đấy. Những cái con gà này là mới lớn này. Đấy, đợt trước em quay cho các cô chú anh chị em những con gà kia phải gọi là mướt mát luôn. Dưới này thì nó nắng quá, em cũng không xuống quay cho các cô chú anh chị em được, cho nên mọi người thông cảm. Khi nào thì em đi vườn em sẽ quay. Khu trại chó thì vẫn bên kia. Đấy. Bọn này thế mà nó để cho con nga, con vịt nó đạp đấy. Đấy, bọn ngan cái này để cho con vịt nó đạp. Mà không biết mai mốt là lớn lên là bọn ngan vịt kia, bọn ngan pha vịt kia là không biết là nó có tếu hay không, thì em sẽ quay cho các cụ chinh treo. Con ngỗng đang đẻ đây. Mẹ con ngan này hôm nào thịt mẹ mày giờ chứ nhỉ. Cứ khoẹt. Đây, máy băm chuối đây. Đấy, đợt này Tây Nguyên mưa quá, là nắng quá nên chả có cây chuối đâu mà băm đâu. Đợt trước thì còn quay còn nhiều cây chuối cho các cô chú anh chị em. Đây gà bên này cũng khá là nhiều này. Gà bên này cũng khá là nhiều. Đấy, những cái con gà kia là nó nói chung là nó sẽ mai mốt là nó sẽ ngon. Đây ba con ngan ấp ra đây, nó chột bé bé đây, để lại đây không bán được đây. Bây giờ nó cũng đã lớn rồi đấy. Tự cung cấp nhà, tự ấp, tự nở rồi là tự nuôi ra đây. Ba con này chưa biết là đực hay cái. Mẹ con điên này đi về giữ chuồng à? Thịt mấy bây giờ chứ nhỉ. Con này thì nó cũng không cắn ai đâu, không giữ ai đâu. Nhưng mà đặc biệt nhá, gà trống hay là bọn ngan này này, nó ghét đàn bà lắm. Ví dụ như là vẫn cho nó ăn bình thường đấy, như vợ em với mẹ em vẫn cho nó ăn bình thường, nhưng mà nó hay đá hay mổ đó. Nhưng mà con này mà gặp em mà mổ chắc là lên đĩa luôn. Hai cây thị lớn chưa? Lại mang từ ngoài Bắc vào trồng. Mua 700.000 hai cây. Chất chơi kia đằng này một cây nữa. Đó. Này cây.
Đấy, sang năm năm nay có điều kiện nữa thì em sẽ đổ hết bằng ở đằng này ra và cơi nới ra cái phần be bờ này. Đấy, để cho cái bọn này nó có cái diện tích nó nghỉ. Chứ đây nó cũng hơi nắng ấy. Hiện tại thì nói chung là có mưa được một vài cơn, nhưng mà hôm trước mưa hay là buổi tối mưa, hôm sau nắng lên 38, 40 độ, 41, 42 độ, không chịu nổi nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ ngoài trời nói nhiều, các cô chú anh chị em bảo là làm sao mà cao như thế. Nhưng mà mọi người ở vùng mát ấy, mọi người không hiểu được cái nỗi khổ của những anh em ở vùng nóng đâu. Nhất là bây giờ xuống dưới Bình Dương, Đồng Nai này, Sài Gòn này. Nhất là khu vực gọi là Đồng Nai với Bình Dương. Ui dồi ôi, nó nắng. Hôm em đi ngã ba Trị An, vào trong hồ Trị An ấy. Ui dồi ôi, nó nắng. Hôm đó đi làm nắng thôi rồi luôn mấy anh em. Nắng quá thể nắng luôn. Nắng đến 45 độ. Nhiệt độ ngoài giữa đường nhựa. Đây cũng làm được một cái kho rất là rộng. Đây để bàn ghế các kiểu của mấy đứa em để chuẩn bị dạy hè. Đây cũng quay sơ vườn lan cho các cô chú anh chị em. Đây, mọi người đợt trước cũng sưu tầm, em cũng gửi được rất nhiều các đơn, mấy chục đơn cho các cô chú anh chị em rồi. Giá thì nó cũng rẻ thôi. Đấy, vườn em thì chủ yếu là hàng sưu tầm, bệt biếc rồi các kiểu. Đấy, còn nói chung là toàn hàng sưu tầm hết. Đây, mấy cây ngày xưa lâu đời rồi, sổ đây. Cây này thì thật sự là chưa ai đặt tên, chưa gì luôn. Đấy, thơm lắm. Thằng này là giả hạc của vùng Tây Nguyên. Đấy, vùng gọi là ba cái vùng Chư Mon Ray các kiểu. Đấy, Nam Lào đấy. Nhưng mà lấy thì nó cứ lộn xộn. Cây mỹ nhân này nó cũng hơi sọc tí này. Nói chung là nhiều các cô chú anh chị em hỏi bảo là những cái cây sọc đó là những cái cây gì. Thì thật sự em cũng chả hiểu nó là những cái cây gì. Tự nhiên nó đột biến sọc là lá tí thôi. Đây, thằng này sau khoảng tầm vài tuần về vườn đây. Chăm sóc theo cái kiểu gọi là có kỹ thuật tí. Bắt đầu nó lên sọc ác không? Đây, lên sọc ác không? Cả một bụi luôn. Cả một bụi. Chưa có. Người ta cũng qua thời rồi, cho nên người ta cũng chả muốn nhân nhiếc này. Thân già từ bao năm này vẫn y nguyên. Ở đây thì vẫn còn nhiều trò hay lắm. Đây những cây già hạc lộc bắc đây. Kỳ gọi là kỳ năm nhất đây. Vẫn dài, vẫn đi ngọn. Đây cây hồng Lâm Hải đây. Cây hồng Lâm Hải này sau khi bị bom về là bị thui hoa này. Đấy, bây giờ mọc lên một cái mầm. Cũng nhiều bác cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi kệ các bác ấy. Các bác ấy chơi được thì chơi, không chơi được thì thôi. Đây những cây bẹt đây. Giờ to như này đây. Em chuẩn bị em cũng cắt thân dài em ươm. Chuẩn bị lại ươm lên bẹt tiếp tục. Đấy. Rồi là lại trồng thôi. Có gì đâu mà lăn tăn. Đó. Chả có mất mát đi gì. Mình vừa chơi, vừa chia sẻ. Cho nên là nó cũng không có. Cây này là cây mắt bão này. Cây này là cây năm cánh trắng Phú Thọ gieo hạt này. Nhưng mà ra gọi là cánh viền chớp này. Họng đỏ này. Đây, mấy cây núi chúa. Núi chúa kiểu sọc... sọc vàng này, vừa điên lá vừa sọc lá luôn. Đây vẫn mấy cây sọc biên tím này. Đấy. Sọc biên tím. Mấy thằng sọc này thì mặt bông mặt biếc là nó cũng không có được đẹp đâu. Đấy, nó chỉ gọi là hàng tím thôi. Đấy. Cây này thì phải loại là ok con dê luôn, quá đẹp. Đấy, mấy cây này anh thế này. Thằng này là những cái thằng hàng sọc gọi là sọc cả thân cả lá luôn. Đây như cái thằng này.
Thằng này thì nó sọc đẳng cấp luôn rồi. Nàng thơ bán đắt quá không bán được, để lại luôn. Thật sự chứ em sưu tầm kiểu gì thì em cũng bán cho các cô chú anh chị em thế chứ, còn trả nhiều khi còn trả được tiền tiền xăng xe, tiền xăng dầu xe, rồi là cà phê cà pháo đồ ăn ấy chứ. Nói chung là trăm người bán vạn người mua, rất nhiều người bán nhưng có đúng hay không là cái chuyện khác, rất nhiều anh em phản ánh rồi đấy, nhưng mà có đúng hay không thì nó lại ở một cái chuyện khác. Cây nù tam bố rất là đẹp luôn, bây giờ mà sưu tầm được cái hàng này thì khó như mò kim đáy bể chứ, em biết phát này em ôm hết luôn, không để thoát một cái trò gì luôn. Cây mẹ này năn nỉ mãi cho mất cây luôn. Hồng Minh Châu, Hồng Minh Châu thì rẻ lắm rồi. Đấy, những cái chậu tác phẩm như này chắc được 150k rồi, 200-250k chứ mấy. Đây, nhiều vô kể nhiều luôn. Đây, cây mẹ đây. Đấy, cây mẹ vẫn còn chưa làm ấy luôn. Hồng Gia Lai nữa. Đấy, em cũng vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ. Rồi, video em xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá. Chúc toàn thể mọi người có những khu vườn đẹp và chăm được những cái cây tốt nhá.